Này 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 này. Vô đi chơi hay là phá đàn? Hả? Phá cái gì vậy? Hả? Đâu, em đang làm nghệ thuật mà. Hay đó chứ. Hay mà. Róc rách như suối nước. Vô rừng mà tự nhiên gặp nhạc này là tưởng gặp ma không đó. Ừ. Trời ơi, trời cái gì? Em đừng có chuyện gì. Em đừng có chuyện cái mặt vậy em không? Nói đi, giới thiệu gì làm nhanh lên. Luật chơi của cái thử thách đầu tiên rất là đơn giản. Nhìn xa này, nhìn bên kia mình sẽ có một cái khu liên hoàn. Bây giờ cảnh cáo nha, tất cả các tập khác em là cái người bắt nạt ngoại rất nhiều. Bắt nạt ngày hôm nay con sẽ lấy lại tất cả các công bằng cho ngoại. Đúng, lấy lại công bằng nhưng nhớ thắng nha, chứ nhiều tập ngoại chưa thắng đó. kiểu mình dự đoán á. Ê, không có dự đoán, người bình thường ta còn làm tiên tri được mà lấy gì thì... đứa ai tiên tri không được tiên tri. Mình sẽ vượt qua từng trò chơi và trên cái chỗ nghỉ đó mình sẽ ăn trái táo, người còn lại của đội phải buộc cái dây vô ăn. Tao nói đến nước mà tao tức đến đó. Trời ơi, có đời thừa nào mà ngoại mà đọ sức với trai tráng. Trời ơi, làm sao tao thắng? Mình thắng mình mới dễ dàng. Đúng, ok. Mình thua mình nói trời ơi tại tao già tại tao thua. Trời, thua không có nhục. Còn nếu mà ngoại thắng thì sao? Trời ơi vinh quang lên mây, vinh quang luôn. Tới cái lượt thứ hai có quy trình y chang vậy, nhưng mà tới đó nó sẽ có một cái quần. Tự nhiên cái đang là liên quan trong cái chỗ nghỉ này, cái chỗ gì? Dạ thưa bà ngoại. Cái trò chơi nó đi tới đây, cái bắt đầu nó có điểm đứng lại. Tới cái điểm đó là em nó đứng lại. Coi, xử lý không vợ em coi. Nói chuyện phải đàng hoàng. Đàng hoàng. Từ nãy giờ nó vẫn nói đàng hoàng không á. Nãy giờ má là không đàng hoàng nhất đó má. Từ hồi khai thiên lập địa cái game này ra tới giờ chưa có ai mà hâm hở quýnh lộn nhẹ luôn chưa. Thưa đừng nói em là chồng rồi nữa nha, xấu hổ lắm. Con có biết anh Giang không? Ủa? Phải nói dối. Anh Giang, Giang Tạo. Rồi, cứ tới một cái điểm nghỉ đó thì mình sẽ có một cái quần. Mình đội lên. Ủa, cái gì? Không phải đội, em đội. Cái quần là khi nào mình thua mình đội là chuẩn bị tinh thần đi. Ha, mình tới cái chỗ đó mình phải mặc được cái quần vô mà mình không có dùng tay. Tới cái điểm cuối cùng thì đội nào mà mặc được nhiều quần hơn thì đội đó thắng. Rõ rồi đúng không? Bên đây rõ luật chơi rõ chưa? Rồi, rồi. Và cái bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Thua cãi cho thắng, quyết thắng thì thắng, quyết thắng bên này nhất quyết thắng. Trời ơi thôi á, hai đội đều ra được cái khẩu hiệu, không má nào chịu thua má nào. Hai má ở đây xin lỗi. Bây giờ thì hai đội đã vào vị trí chuẩn bị rồi, thì chúng ta sẽ tới với cái thử thách đầu tiên, đó là ăn táo. Bên phía bên này sẽ là vị trí của đội ngoại Vũ Hà và Nè He. Nè He đó. Còn bên đây là đội của Đàm Vĩnh Hưng và Long Chuôn. Và ngay bây giờ thử thách đầu tiên xin được phép bắt đầu. Lẹ lên nè. Dây dướng rồi. Nhanh lên, tốc độ lên. Bên kia người ta đi mấy chặng rồi kìa. Mày đi qua bên đây. Ngoài ơi, xuống lên. Có chia cầu cây. Nhanh lên. Lẹ lên. Tự rụng nha, không ai làm nha. Ngoài ơi, mày thấy con kiếp chưa? Không diễn, cái này mình chơi thiệt, không diễn. Tranh thủ lên rồi, móc cái chân. Trời ơi, rụng luôn rồi. Kìa đó, lại đó đi. Qua kia luôn đi. Đây, cố lên. Qua đây. Cố lên. Đây, cái trái nè. Bên kia. Trái nè. Lên, chút anh ơi. Rồi, đây.
quá rồi, con dưới cái gì tẹo cổ luôn mà. Rồi, ok, giật ra luôn. Rồi, tiếp tục, tới luôn. Đâu rồi, còn nữa không? Đây, 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 đây. Rồi. Ê, lẹ lên, lẹ lên. Ở đây hai trái lần nè. Lẹ lên, lẹ lên. Ừ, hay quá, hay quá. Rồi, giành luôn trái kia, giành luôn trái kia. Chúng ta đã hoàn thành được thử thách đầu tiên, tổng kết số điểm thôi. Một trái, hai, từ từ gáp lại mới được em ơi. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, năm trái, năm năm bé, cái đó là xây sinh tố đi. Rồi năm, rồi bên đây, một, hai, ba, và bốn trái. Trái nào cũng cắn nha, bên kia một trái chưa cắn nha. Sao mà chưa cắn? Nói cho biết trước à. Đúng. Có một trái chưa cắn. Không phải trái này nó rớt. Lẹ lên, lẹ lên. Ơ, nó tự rụng kìa, ơ, cái này tự rụng nha. Rụng rồi. Cái này tự rụng nha. Nó rụng rồi, chứ bị tự rụng nha, cái này tự rụng nha, không ai nhầm nha. Đừng im im thanh để giải thích. Ờ, được giải thích. Rồi nào, giải thích nè. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc nãy trước khi mà chơi, chúng tôi đã cúng ông đi ở đây. Ủa? Thế là ông đi ông thương tình. Ông cho một làn gió cắt đứt cọng dây rơi thẳng vào bị. Giống như khi ơi khi rơi bị chấp nhận luôn. Đấy. Cho luôn. Thế nhưng thể lệ cũng thế là phải cắn cho táo. Tại sao không cắn? Đã trời cho một trái rụng không cần phải lao động là tại biết cắn cho táo. Cắn nó là một điểm, còn không cắn nó nửa điểm. Cắn nó nửa điểm. Ờ. Ồ, ồ, yeah. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Nếu mà thắng thì hiệp đó không vẻ vang gì hết trơn á. Rồi thôi, với kết quả như thế này thì bộ phận kiểm duyệt của hệ thống trung ương đã cho ra một kết quả cuối cùng. Đó chính là Hoa Hải ơi. Các bạn mọi người vui à. Khi mà đã chơi là không có hề. Bây giờ mình làm giám khảo công tâm thì công tâm đứng là Vũ Hà nữa nha. Bỏ bà Vũ Hà ra. Bây giờ xác nhận đúng 5 trái, nhưng có một trái bị phạm lỗi. Có nghĩa là chỉ còn 4 điểm thôi đúng không? Ờ, 4 rưỡi. Hay cho thẳng đi. Đó đấy chịu rồi. Bây giờ nè, người ta dùng cái chữ cho. Lấy. Ủa, đấy. Trời, lấy. Đấy trời, lấy. Cái bọn chan xạo kìa. Ây à, chứ tôi không chơi nữa. Quá, quá trời quá đất, tôi không chơi nữa đâu. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Mệt quá, mệt. Vậy mệt hơn đó, mệt nha, đau bụng nha. Rồi, mới có xong một cái lượt đầu tiên thôi. Còn cái lượt mặc quần nữa, quyết định là thắng thua đó. Cố gắng lên nha. Không cố gắng, tôi không cố gắng. Sẽ thắng cho ngoài 2 triệu. Được rồi, cố gắng lại. Rồi, kéo lên, chờ nó hơn. Lấy năng lượng lên. Nếu thắng lấy 2 triệu. Rồi, thắng mới được nha, 2 triệu nha. Mua là đóng lại 4 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Hello mọi người. Đọc rõ cái thể lệ thi ra. Dạ, thể lệ thi là mình đi đi đi, mình mặc quần hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Lên mày ơi. Đúng rồi, mặc quần không dùng tay nha. Em bên kia check anh Vũ Hà cẩn thận nha. Ê, không dùng được. Tay. Tới 18 người quay làm yên tâm. Đâu, phải bỏ xuống. Rồi, đúng rồi. Đó. Rồi, mày để chân vô. Đúng rồi. Rồi lên lên mà. Rồi cố lên đó. Ôi hay quá. Quá hay rồi. Anh mặc cái quần ra giống cái đồ bơi lắm rồi. Rồi cuộn qua cuộn lại cho nó lên anh ơi. Anh Hưng, như này, anh Hưng ơi. Đó, đồng đội hỗ trợ dễ sợ chưa? Đun vào cái cây cho nó lên. Lên lại. Đó, tới đây là kéo được rồi, tới đây tự kéo được rồi. Vượt tiếp. Tiếp. Ê, tao không biết đi cái này ghê quá. Ừ, giữ. Sao phải đứng lên vai con. con giữ cái đó đi. Hả? Rồi, ca sĩ Vũ Hà sơ độ cao sao chậm thế? Để xuống. Để xuống chứ bộ. Mình đi sang đây mình check và. Anh Hưng,
Tôi đi bên đó, em ở bên này. Cố lên ngoại ơi, ngoại ơi. Đúng rồi, cố lên. Ngoại mặc về ngoại đi qua luôn đi. Đó, đi luôn, đi luôn. Dạ nghe cái chưa coi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh Hưng, xong rồi anh dùng ngón chân như thế này này. Anh dùng ngón chân, anh kéo lên. Dùng ngón chân. Cố lên, cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ta ta ta. Ừ, trong vô không có được bánh quần sẵn nha. Rồi. Rồi, vuốt lên lên. Vuốt lên lên. Vuốt lên, cố lên. Đúng rồi, cố lên. Đúng rồi, anh ơi. Đây như này này, mình lấy ngón chân mình tập vào cái quần mình kéo như này. Đấy, hai của thầy ơi. Đúng rồi, múa đi. Tha tha tha. Tha 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 tha. Đây quay đi. Đó. Đúng rồi, đúng rồi đi. Trời ơi. Ngoại giống như là hả? Nhìn ngoại giống mới xanh mặt đầm vậy đó. Cố lên. Cố lên. Còn một cái quần nữa. Đội bên kia làm thế nào mà thắng được đội bên này? Ê ê ê ê ê ê về, về vị trí về nha. Đó, giải quyết thì giải chồng rồi, giải quyết về. Về chuồng gà lô đi, về chuồng thịt nha. Yeah! Xoạc ra, xoạc ra. Trời ơi. Rồi, vào đây, xong. Mệt lắm. Trời ơi. Ở đây thôi hả? Hết quần rồi. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành hết quần để mặc rồi. Còn mời hai đội sẽ vào vị trí của mình. Yeah. Vô. Trời ơi xong. Ngoài ngoài nhìn ngoài giống mấy mấy bạn mà mới chuyển giới xong. Hả? Đi không nổi nữa mà. Mời mày chơi đi. Đây cầm chai nước biển đi. Tôi khó chịu quá. Và bây giờ cái việc mà kiểm quần thì chắc chắn là không phải tôi mà là hai đội, hai người còn lại. Đúng rồi. Mời Long Chuôn sẽ tuột quần không, lại. Mời từng từng người tuột đi. Trời ơi. Dạ quần. Một chiếc. Một. Hai chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Ba. Bốn chiếc. Ba, bốn. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi. Một, năm. Ba. Rồi. Tới bên đây. Một chiếc. Có phải nhạc được không? Ăn gian kìa, người ta còn đóng ở trong đó. Nó kìa đó. Liếm lại đàng hoàng. Ôi. Ba chiếc trong đó luôn á. Bốn. Bốn chiếc. Còn năm thì ba. Năm. Ủa, này ăn gian. Rồi, đứng lên. Đêm nè. Ba. Mặc vô. Rồi, rồi. Bây giờ tính quần đùi đúng không? Quần đùi. Ê, ngoài. Ê, ngoài ơi. Không, không, đừng, đừng vì cái thắng mà mình đánh đổi như vậy. Không có thắng cái huề nữa cơ. Huề. Huề cái mà vậy đó. Nè, một nè, hai, ba, bốn nè. Về năm. Hai. Kết quả đã quá rõ ràng rồi. Kính thưa quý vị, khi mà thi á, nhiều á, mà thắng ít á là chuyện bình thường. Đúng. Bây giờ ai mặc ít hơn thắng mới là chuyện lạ. Mới là cuộc chiến ẩm thực. Chỉ có con nói là thật. Đợi, giờ đợi con nói. Kính thưa tất cả quý vị, và với mà cái lời nói vàng ngọc của ngoại thì kết quả phần thắng đã thuộc về. Không, thật sự đây không phải là cái gì, cái đâu. Mà là dạy chuyện đó em. À, cái tập về em nấu ăn. Đúng là đại chiến ẩm thực mà tôi có quà rồi. Và đội chiến thắng đã thuộc về đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Không thắng mà không có phục. Khán giả comment phẫn nộ. Phẫn nộ. Tao lấy 2 triệu tao mua một chiếc điện. Thắng này cũng là thắng rồi. Không phục thì thôi. Không phục thì thôi. Đúng vậy. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Và đã thắng rồi. Câu nói hay đó. Tự nói bản thân mình.
Thôi, và bây giờ chúng ta đến với thử thách tiếp theo. Yeah.